Hello anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em con hàng cực kỳ ngon, đi theo tôi. Ok. Ánh đèn này lấp lánh, khói mờ nhân ảnh, mặc từ bật nắp champagne, body em cong không góc cạnh, em bước đi lên club. Đây các anh em nhé, đây là con bộ phát wifi 4G băng thông cực kỳ là không bao giờ giới hạn, và gói này gói mạng 1 năm wifi di động cho anh em nào cần nhé. Bây giờ chúng ta vào test tốc độ thực tế của nó xem như thế nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta, đây là cái bộ phát này thì nó có cả cổng LAN, chúng ta có thể cắm trực tiếp với máy tính qua cổng LAN, hoặc là chúng ta có thể chia ra bộ chia mạng để sẽ ra nhiều cổng mạng. Đây bây giờ chúng ta đang vào phần speed test. Đấy anh em thấy chưa, tốc độ mạng này quá khủng, 80 mê nhá, wifi 4G, gói cước không giới hạn data sử dụng trong vòng 1 năm. Đấy, download là 89 mê, xem upload là bao nhiêu nhá. Rồi tốc độ này thì nói chung là gần như có thể sẽ thay thế được mạng wifi. Tốc độ upload là 46-47 mê. Đấy, bây giờ chúng ta chuyển sang quẩy thử game Liên Minh sử dụng mạng 4G này thì anh em quẩy. Đây là tốc độ của game này, cả cái thông số đấy. Và đang test thử thì thấy là chơi game rất là mượt anh em ạ. Anh em nào cần về bộ phát wifi 4G tốc độ nhanh thì liên hệ Nhật Phát nha. Xin chào và hẹn gặp lại.